Đến 13 giờ ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc một cụ ông 84 tuổi bị một kẻ nghi ngáo đá, lẻn vào nhà giết chết khi nạn nhân đang nằm trên giường. Sự việc xảy ra khoảng 9 giờ cùng ngày tại một căn nhà ở buôn bản Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, một thanh niên có bộc lộ nghi ngáo đã lẻn vào nhà của một người dân tại ấp Bào Cỏ, buôn bản Phước Hòa. Tại đây, thanh niên này sát hại cụ ông 84 tuổi đang nằm trên giường, sau đó gắp đứt một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân. Hung thủ bị khống chế ngay sau đó. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã hô hoán truy bắt đối tượng, đồng thời báo cáo cho cơ quan tính năng. Nhận tin báo, lực lượng tính năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa hung ác thủ về cơ quan công an để điều tra. Theo người dân, nam thanh niên khi bị khống chế có bộc lộ không tỉnh táo. Ghi nhận tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4 nằm trong lô cao su, sự việc khiến hàng trăm người tập trung theo dõi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.